Thời gian gần đây, cuộc sống của Suri Cruz khi bước sang tuổi 18 và cắt đứt mọi liên kết với bố ruột là tài tử Tom Cruise, cũng như mọi tin tức trước thềm cô nàng vào đại học cũng liên tục được truyền thông Mỹ cập nhật. Katie Holmes và Suri Cruz là một trong những bộ đôi mẹ con nổi tiếng nhất hiện nay. Họ thường được nhìn thấy đi dạo cùng nhau ở New York với phong cách ăn mặc, dáng vẻ tương đồng. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ The Sunday Times, Katie tiết lộ Suri thích mượn đồ của mẹ. Đôi khi một số món đồ trong tủ quần áo của tôi biến mất, nhưng điều đó không sao cả. Nữ diễn viên 45 tuổi nói cô vẫn để dành đồ cho Suri nếu một ngày nào đó con gái cần. Nhưng con bé có phong cách và sự thể hiện riêng, Katie nói. Gu thời trang của Holmes chịu ảnh hưởng bởi thành phố New York, nơi dễ dàng nhìn thấy những phụ nữ ăn diện đơn giản, thoải mái, thích giày sneaker và quần jean rộng thùng thình. Suri nhiều lần được bắt gặp với hình ảnh tương tự, song có cách phối trẻ trung, hợp tuổi. Thời gian qua, nhất cử nhất động của Suri nhận được sự chú ý đặc biệt từ công chúng sau tin cô bỏ họ Cruz của bố, lấy tên chính thức là Suri Noel. Noel là tên đệm của Katie Holmes thời con gái. Chưa rõ Suri đã đệ đơn xin đổi tên hợp pháp hay chưa. Tuy nhiên, hành động của Suri được là tuyên bố về việc cô sẽ từ mặt người cha nổi tiếng Tom Cruise, giải thoát bản thân khỏi mối quan hệ phụ tử độc hại và xa cách. Đối mặt với những lời bàn ra tán vào về mối quan hệ với Tom Cruise, Suri không hề để tâm. Cô vẫn vui vẻ dạo phố cùng bạn bè, tham gia hoạt động phát triển bản thân và thể hiện sự khăng khít với mẹ. Holmes từng kể luôn tâm sự với con gái như người bạn để dễ dàng lắng nghe, chia sẻ. Sau ly hôn Tom Cruise, cô một mình nuôi con, xem Suri là cả cuộc sống. Trong mắt Holmes, Suri không chỉ mặt đẹp, biết bắt nhịp xu hướng mà còn là người chăm chỉ, tốt bụng, nhiều tài năng. Tôi biết ơn khi được làm mẹ và có Suri là con gái. Con bé là một người tuyệt vời, Katie chia sẻ trên tạp chí Glamour tháng 4 năm 2023. Theo tờ Daily Mail, Suri cũng không mong muốn gặp cha khi bước sang tuổi trưởng thành. Tom Cruise không tồn tại với Katie hay Suri và con gái cũng không muốn dựa vào anh ấy vì bất kỳ điều gì. Cô ấy cảm thấy chỉ có mẹ là phụ huynh duy nhất, nguồn tin nói. Gần đây, cuộc sống trước thềm bước chân vào môi trường đại học của con gái ruột Tom Cruise cũng liên tục được truyền thông Mỹ cập nhật. Theo đó, Suri Cruise đã bắt đầu nhập học năm nhất vào mùa thu tới đây. Được biết, ngôi trường Suri Cruise theo học là Đại học Carnegie Mellon, trường tư thục lâu đời tại thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ. Theo đó, ngôi trường được thành lập vào năm 1900 và là trường đại học tốt thứ 22 nước Mỹ. Việc theo học tại một ngôi trường ở thành phố xa New York đồng nghĩa với việc Suri Cruise phải sống xa mẹ và hoàn toàn tự lập trong mọi chuyện. Về phần Katie Holmes, dù rất tự hào về thành tích học tập xuất sắc của con gái, nhưng nữ diễn viên vẫn còn nhiều lo lắng, băn khoăn khi Suri sắp bắt đầu cuộc sống ở môi trường đại học một mình. Bởi lẽ từ khi chào đời cho tới tận thời điểm này, Suri Cruz chưa bao giờ rời xa vòng tay của mẹ. Thừa hưởng năng khiếu diễn xuất và ca hát từ bố mẹ, tuy nhiên Suri Cruz không theo con đường showbiz. Cô gái tuổi teen lựa chọn cuộc sống bình lặng ở bang miền Trung Tây nước Mỹ. Trong video TikTok một người bạn cùng trung học đăng tải, Suri tự hào khoe chiếc áo in tên trường cô sắp theo học. Trong khi con gái sắp rời xa tổ ấm để đi học xa nhà, Katie Holmes cũng tiết lộ với The Sunday Times những dự án mới trong tương lai bên cạnh công việc diễn xuất và đạo diễn. Tôi có thể sẽ viết một vài cuốn sách tiểu thuyết, Katie nói.